team building với khăn bill. Trong hoạt động team building, các thành viên được quan sát một cô gái Thái đội khăn, sau đó được trải nghiệm cách đội khăn bill. Khi đội, một đầu khăn bill vắt chéo trên đỉnh đầu, rồi bẻ vuông góc với mép khăn phủ xuống trán và một đầu khăn vắt ra sau lưng để lộ hoa văn ra phía trước và đằng sau. Thật đơn giản, nhưng nếu đội không đúng cách, khăn bill dễ dàng rơi ra khỏi đầu khi di chuyển. Trong clip là cách đội khăn của một cô gái chưa chồng ở Mường Phăng, Điện Biên, không có búi tóc hay còn gọi là tẳng cẩu. Cộng đồng người Thái ở các khu vực khác nhau có thói quen đội khăn bill khác nhau.